Ngày 27 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan để kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng tham dự có ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, đồng thời nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Dự kiến hội nghị sẽ có sự tham gia của đông đảo đại biểu, lãnh đạo các cơ quan trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong nước, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hội, hiệp hội, các cơ quan thông tấn, báo chí. Hội nghị sẽ nghe giới thiệu, xem video clip về quy hoạch tỉnh Bến Tre, công bố quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình chuẩn bị triển khai hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về danh sách khách mời, góp ý kiến về nội dung, hình ảnh của video clip, quy hoạch tỉnh Bến Tre tại hội nghị công bố và một số nội dung liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam thống nhất thời gian tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vào ngày 5 tháng 12, diễn ra lúc 9 giờ tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thống nhất các đại biểu khách mời tham dự cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và có chỗ trưng bày hình ảnh bản đồ tổng thể về quy hoạch của tỉnh. Đề nghị công an tỉnh phân công nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời lưu ý rà soát lại công tác chuẩn bị cho hội nghị gồm số lượng, thành phần khách mời, công tác hậu cần. Trong đó cần quan tâm đến khách mời là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư có ký kết với tỉnh về chiến lược phát triển.